Xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Tinh Tang. Video ngày hôm nay mình sẽ review cũng như là unfit đôi Nike Dunk Low với phối màu là Dusty Olive. Alright, let's go. Và đôi Nike Dunk Low với phối màu là Dusty Olive đã được release vào ngày 16 tháng 7 năm 2021 với mức giá retail là $110. Và sắp tới đây vào ngày 3 tháng 11 năm 2023, đôi giày này sẽ được restock ở Sneaker App với mức giá retail là $120. Bởi vì mình thấy đây là một đôi Nike Dunk Low rất là đẹp, cho nên là mình muốn review cũng như là unfit cho các bạn thấy một cái góc nhìn nó tổng quan hơn trước khi mà các bạn quyết định cop cái đôi giày này. Mình sẽ nói sơ qua về thông tin của cái đôi giày này. Đôi giày với phối màu là Dusty Olive, nó nằm ở trong cái pack được gọi là Ugly Duckling Pack. Thì mình đã nói về cái pack này trong cái video mà mình nói về tất cả những đôi đơn của mình rồi. Thì nếu mà các bạn muốn biết về thông tin thì các bạn phải xem lại cái video đó ha. Bây giờ thì mình sẽ review và chiếc hộp của đôi giày này trước. Ở đây chính là chiếc hộp của đôi Nike Dunk Low với phô màu là Dusty Olive. Và mình đã cop được đôi giày này vào năm 2021. Ở thời điểm đó thì mình cop được tận 3 đôi và mình đã resell được 2 đôi rồi. Thật ra là mình bán rất là lâu rồi và cái thời điểm mình bán nó tầm ở mức 320-340 gì đó cho size 6.5 với lại size 7. Tại vì hồi đó mình cop được 2 đôi size 6.5 với lại 1 đôi size 7 thì mình đã bán 2 đôi kia và mình giữ lại 1 đôi size 6.5 size personal của mình. Và mình sẽ review sơ qua về chiếc hộp của đôi giày này. Đôi giày này thì nó sở hữu chiếc hộp khá là bình thường. Cái nền màu đỏ, logo Nike với lại dấu suốt màu trắng, rất là basic ha. Yeah, và đây là size 6.5, một chiếc hộp rất là bình thường. Và cái quality của chiếc hộp này thì cũng không có cái gì đặc biệt cho lắm. Và mình sẽ unbox chiếc hộp này. Ok, sau khi mà mở ra thì chúng ta sẽ có một cái phần giấy gói. Thì phần giấy gói này cũng khá là bình thường bởi vì đây là một đôi giày, một đôi Nike Dunk Low với mức giá retail là $110 thôi. Cho nên là cái packaging của nó cũng không có gì là đặc biệt hết. Và đây nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đôi Nike Dunk Low với phối màu là Dusty Olive. Và đôi giày này được nằm ở trong cái Ugly Duckling Pack. Đặc điểm của cái pack này đó chính là tất cả những đôi Nike Dunk nằm ở trong cái pack này được sở hữu 100% chất liệu là da lộn. Thì mình đã nói rất là nhiều về cái chất liệu da lộn này rồi, đây là một trong những cái chất liệu mình rất là thích. Tuy nhiên á, là cái chất liệu này các bạn phải hơi cẩn thận với nó một chút xíu. Bởi vì cái chất liệu này nó rất là khó để các bạn có thể vệ sinh nó đúng cách được. Bởi vì nó cần rất là nhiều bước, rất là nhiều công đoạn. Nó là 100% chất liệu suede thì cũng không đúng. Bởi vì ở ngay cái phần thân á, nó được làm bằng mesh. Với lại ở ngay cái phần collar này cũng được làm bằng mesh. Và cái điểm mình thích nhất của cái đôi giày này đó chính là phối màu. Phối màu của nó mang một cái vibe phải nói rất là bụi bặm, rất là kiểu street style luôn. Nhìn nó rất là hay, nó mang những cái tone màu trung tính á, giống như là màu nâu nè, màu xanh kiểu như là hơi cactus một chút xíu nè. Xong rồi cái phần dây dày màu vàng, kiểu màu vàng nó hơi nó giống như cái màu vàng mù tạt á. Yeah, nhìn nó rất là hài hòa, rất là đẹp. Và nhìn cái đôi giày này mình liên tưởng đến được một con vịt. I don't know. Mình nhìn cái đôi giày này mình liên tưởng đến một con vịt hoặc là một cái cảnh quan gì đó mà nó hơi rừng rừng một chút xíu. Thì yeah, đối với mình á, thì những cái đôi Nike Dunk Low này các bạn nên mang true size ha. Bởi vì đây cũng là một trong những cái dòng giày rất là basic của Nike. Cho nên là nó cũng không có gì đặc biệt hết, nó cũng không quá êm ái và nó cũng không có gì là công nghệ khủng khiếp. Yeah. Và trước khi on-fit cái đôi giày này, mình sẽ có 3 style đối với cái đôi giày này. Thứ nhất đó chính là một cái style nó hơi casual, nó hơi kiểu giống như là hàng ngày một chút xíu. Tiếp theo sẽ là một cái street style và cuối cùng nó sẽ là một cái style thì nó là nó kiểu hơi cầu kỳ hơn một chút xíu. Thì alright, let's go. Đây chính là cái fit đầu tiên. Như các bạn thấy, mình có một cái tee màu đen hơi oversize một chút xíu, một cái quần chino pants với một cái chất liệu rất là năng động, và đôi Nike Dunk Low với phối màu là Dusty Olive. Thì cái fit này nó khá là casual, khá là đơn giản. Và cái đôi giày chính là cái điểm nhấn lớn nhất trên toàn bộ cái fit này. Các bạn có thể mặc cái fit này để đi học, đi làm hoặc là tham gia những cái hoạt động giống như là cần cái sự năng động nhiều hơn. Và đây chính là cái fit thứ hai. Cái fit này thì nó hơi city boy một chút xíu, nó hơi kiểu giống như là cầu kỳ hơn một chút xíu. Và cái đôi giày ở thời điểm bây giờ nó không còn là cái điểm nhấn chính của toàn cái outfit nữa. Như các bạn thấy thì ở trong mình có một cái áo thun trắng, nó cũng hơi oversize để nó tạo được một cái lớp layer đủ dài để cái áo khoác ở phía bên ngoài của mình nó che được. Và ở đây thì mình có một cái baggy jean màu nâu. Và yeah, đây chính là cái fit thứ hai. Cái fit này đối với mình thì nó phù hợp với lại những cái buổi tối, những cái buổi hang out.
mà nó kiểu hơi mang cái xu hướng kiểu thành thị, cũng như là nó rất là phù hợp với lại cái khoảng thời gian ở thời điểm hiện tại, giống như là hơi lạnh lạnh chút xíu, cũng không quá lạnh và cũng không quá nóng. Thì yeah, đây chính là cái outfit thứ hai. Đây chính là cái fit thứ ba, cũng là cái fit cuối cùng. Cái fit này mình được truyền cảm hứng từ Tyler the Creator. Bởi vì yeah, đây hầu như là cái style của Tyler, nhưng mà mình không biết mình mặc nó có phù hợp hay không. Nếu mà mình được lựa chọn thì mình xin thêm một cái vest bằng len kiểu màu vàng hay là màu be gì đó, nhìn nó sẽ hài hòa hơn. Tuy nhiên là mình không có. Thì yeah, như các bạn có thể thấy thì cái đôi giày nó có vẻ như là nó khá là hòa quyện vô toàn cái outfit này. Và cái outfit này các bạn có thể dùng để đi những cái cuộc hẹn hò, những cái sự kiện gì đó mà nó cần cái sự kiểu màu sắc nhiều hơn. Yeah, và đây chính là cái fit thứ ba. Ok, và các bạn có muốn cóp cái đôi giày này hay không? Nhớ comment phía bên dưới cho mình biết nha. Nếu mà các bạn hỏi mình có tiếc khi mà cái đôi giày này nó được restock hay không? Thì đương nhiên một phần nào đó mình sẽ thấy tiếc, bởi vì cái giá trị resale của đôi giày của mình nó giảm xuống. Tuy nhiên là thật sự nó có ảnh hưởng tới mình hay không thì thật sự là không. Bởi vì mình nghĩ một cái đôi giày đẹp như thế này thì thật sự nó nên được nhiều người mang hơn. Và đối với mình á, nhiều người mang không có nghĩa là cái đôi giày đó nó giảm giá trị, mà nhiều người mang có nghĩa là đôi giày này nó thật sự là đẹp. Thì các bạn nghĩ sao về cái đôi giày này? Nhớ comment phía bên dưới nha. Và nếu mà thích cái video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share, một subscribe. Và nhớ là comment những cái ý kiến phía bên dưới thì mình cải thiện những cái video của mình nhiều hơn. Và xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Peace out.